series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây. Phần 40. Pháp tuy là nơi sản sinh ra giống nho Malbec huyền thoại, nhưng thực tế Argentina mới là nơi mà mọi người nhớ về Malbec nhiều nhất. Vậy hương vị của giống nho đỏ mạnh mẽ này ở Pháp và Argentina có khác nhau nhiều lắm không? Sự thật là rất nhiều. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu sơ qua một chút về lịch sử của giống nho này nhé. Cách đây rất lâu rồi, trong nhiều thế kỷ, Malbec đóng vai trò như một giống nho hỗ trợ dùng để blend với các giống nho khác tại Bordeaux, nhưng thực tế Malbec thường kém hiệu quả vì sự nhạy cảm của nó. Nhưng xa hơn con sông Garonne về phía tây nam nước Pháp, Malbec lại hoạt động rất tốt, đặc biệt vùng Cao. Những làn gió mát thổi từ Đại Tây Dương giữ cho cây nho không bị thối rữa, trong khi nhiệt độ ban ngày ấm áp và ảnh hưởng từ khí hậu Địa Trung Hải giúp cho cây nho chín đều. Ở Cao, Malbec còn được gọi là cốt vào thời Trung Cổ, nó được gọi là Black White vì màu gỗ mun tím đậm. Ngày nay nếu nếm thử Malbec từ Argentina, bạn sẽ thấy nó có xu hướng gợi nhớ đến hương vị của những trái cây chín đỏ cùng với một kết cấu mềm mượt. Còn đối với Malbec ở Pháp, cấu trúc dày hơn, vị tannin chắc hơn cùng với đó là một sắc đỏ sẫm, sâu và đậm hơn rất nhiều. Có được điều này chính là bởi yếu tố T qua mà trong các tập trước Daily Wine đã giúp bạn hiểu một cách dễ dàng nhất về thuật ngữ này. Vậy tại sao Malbec lại cho người uống cảm nhận được yếu tố T qua rõ ràng hơn so với những giống nho còn lại? Hãy cùng đón chờ phần tiếp theo nhé! Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!